Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1989, trú tại phường Trương Nhị, thành phố Phúc Yên về hành vi giết người. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Phương vung dao liên tiếp vào vợ cũ tại trước cửa nhà số 8, phố Sóc Sơn, tổ 7, phường Trưng Chắc. Sau khi đến cơ quan công an đầu thú, Phương khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, năm 2012, anh ta và chị VTL kết hôn với nhau và có hai con trai. Do mâu thuẫn nên đến tháng 4 năm 2024, Phương và vợ ly hôn. Một ngày trước khi gây án, Phương đến gặp vợ cũ để hỏi vay tiền nhằm chữa bệnh cho bố, nhưng chị L không cho vay. Phương bực tức đi về nhà. Ngày hôm sau, Phương đi xe máy mang theo hung khí để trong túi quần, đi đến gặp chị L đang bán vé số trước cửa hiệu thuốc ở phố Sóc Sơn để nói chuyện. Khi đến nơi, Phương dựng xe ở lề đường rồi đi bộ đến bàn bán vé sổ số, số của vợ cũ. Tại đây, hai người nói chuyện được khoảng 10 phút thì xảy ra cãi nhau. Phương đề nghị vợ cũ đi về nhà nói chuyện, nhưng chị L không đồng ý hai bên tiếp tục rằng co chị l bỏ chạy thì phương rút hung khí và đuổi theo nhắm vào vùng ngực bụng vai và tay trái của vợ cũ cho đến khi thấy nhiều người dân xung quanh hô hoán và chạy đến can ngăn phương mới dừng lại rồi lái xe máy mang theo hung khí gây án về nhà chị l được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực phúc yên rồi chuyển đến bệnh viện hữu nghị việt đức thành phố hà nội